Chào tất cả anh em đã đến với Quang Thái Nông Cơ. Thì hôm nay cũng có dịp Quang Thái gửi cho anh Hùng ở Cư Mờ Ga Đắk Lắk nha anh em, một con máy hô ha. Và Quang Thái báo giá cho anh em mình luôn là Quang Thái tặng cho anh em nhà mình là một lít nhớt Echo, một bát cước, và tặng thêm cho một cái lồng đèn đỡ về mình dùng bát cước này nha anh em. Còn cái lồng đèn riêng thì Quang Thái đỡ thêm đỡ luôn cho anh và cho đỡ cho khách nha. Rồi, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Đây là con máy hô của mình nè anh. Thì đầu tiên mình nhận diện con máy hô của mình á, thì số series của anh đây nhé. Đây anh, số series ha, ở giữa này, ba hàng thì hàng ở giữa là số series, đại khái là cái gì đó mà series này. Thì 20 22 50 30 794 nha anh. Con máy đây là của mình. Bên trong nó sẽ có số series giống như này luôn. Là máy đây cái máy của anh Hùng nhá. Và đây, đây anh Hùng. Con cái thùng của mình nè ha. Cái con của mình nó sẽ có số series này luôn nha anh Hùng. Đây số series anh Hùng. Đấy, 2022 35 27930. Đó, thêm một bộ của mình. Cần có số series của cần và thùng có số series của thùng nha. Tí nữa em sẽ quay em đối chứng lại cái thùng và cái máy nó là một. Và nó là hàng chính hãng 100% nha anh nhé. Thì bên trong nó, cái này là quà tặng em đỡ quan bên ha. Đấy, cái này là của nhà máy nó tặng thì nó đi theo ha. Nó đi theo là một cái máng chắn cỏ này. Tay ga phải này, tay ga trái của hưu này, cái dây hả? Wow, giờ chip anh nè. Đấy, anh thấy dây chưa? Thấy độ dày này chưa? Đây là hưu chính hãng rồi đó. Rồi, và này là cái dây đeo hai quai của hưu luôn ha. Dây đeo hai quai. Cái này là trong này là cái phụ kiện. Đấy, phụ kiện ha. Giao cái lam này, bọc lam này. Cái bảo vệ lam anh. Trong này nó có bốn con ốc. Và cái bốn con ốc dài bằng nhau là mình dặn cái tâm ha, là cái bắp chuối anh em. Và hai con dài là mình dặn, hai con dài hơn là anh em lưu ý là dặn vô cái máng cỏ nha. Chứ hai con dài mà hai anh em mà đem dặn qua bên cái bên của bắp chuối ấy, thì nó sẽ đụng mâm điện là mình kéo giật ra là nó nặng không được nha anh em. Đây dao hù anh em ha. Đó, cái này là hết anh em ha, hết ha. Rồi, cái này là đầu máy. Về cái đầu máy nó chắc chắn á, là nó phải trùng với cái thùng nha anh em thì mới là đúng là của nó được. Thì số series giống như giấy tờ xe vậy anh em, một con thì nó có một cái tên riêng của nó thôi, số series. Đây anh anh em ha. Đây đại khái là máy số sau là 30794 anh em ha. Đó, số series 30794 anh em thấy không. Rồi đây 30794 y chang nha. Em quay em hả. Đấy, đây 0794 ha, là nó đó anh em. Rồi, hu ha. Hu vene chính hãng là nó ốp giật của nó là không có trợ lực nha anh em. Đấy, anh em lưu ý cái này nè. Về mạch liên lạc này, đây là bô nè ha. Trên đỉnh này, đó, mình xác định của tập đoàn hu nè. Chữ hu ha, trên đỉnh chụp buri ha. Là chớ Van Bro. Và kép IK ha, kép IK trong lỗ này. Về mâm điện, mâm điện nó là mâm điện Akende đây nè. Đấy, quan thấy quay lại mâm điện nó đang xoay về hướng ngược nè, Akende anh em thấy không, chỗ này nè, vị trí này hả. Đấy, hướng này đi em, đây quay vậy. Đấy, đây quay vậy. Đấy, đây rồi, đổi đây nha anh em, thì đừng ngón tay cái quan thái này. Rồi, mâm điện hai cân đe là mâm điện của Nhật xịn nhất rồi. Đấy, và anh em lưu ý này, bốn con ốc này này, trong này nó có sáu con ốc. Sáu con ốc thì bốn con ốc mà nó dài bằng kích cỡ thì anh em dặn vô cái tâm này trồng cái cần và dặn. Còn hai con dài thì dài này, hai con đây thì nó dài tới 2,5 phân rồi, là dặn vô cái máy chân cỏ nghe anh em. Chứ anh em đừng có lấy cái con ốc ở đây mà dặn vô chỗ đây là nó chọt vô cái mâm điện này. Có nhiều khách hàng Quang Thái về ráp á, cái dặn xíu xét á, không có để ý là dặn cái con dài vô đây, cái thế là nó chống vô mâm điện này mình giật á, khi mình giật là cái đây nó xây, khi nó đây xây thì cái con ốc dài quá nó chống vô mâm điện, nó sẽ giật giật nặng, giật nặng vậy thì nó bây giờ mình rách ra nha anh em. Anh em lưu ý bốn con ốc bằng kích cỡ là ráp vô cái tâm, và hai con ốc dài hơn á thì anh em phải ráp vô cái chén tỏ nha anh em. Đây, đây là con hưu rồi ha, thì đến cần đi anh em, cái cần này ha. Do khách bên Quang Thái thì Quang Thái kiểm tra rồi bài bản rồi,
rồi Quang Thái mới gửi đi anh em nên đây anh em cần thu hơn. Để Quang Thái lấy cái số điện thoại trước lại. Anh em số thứ đây anh em ha, đại khái là 5 con sâu á nha, là 27930 nghe anh em này, anh em thấy không, 27930 rồi ở đây đi. Thì nó đó anh em, đó anh em nhận cái diện ha, 27930 thì nó là một và còn là chính hãng của hưu luôn, còn 28 đầu bò này, đầu bò của hưu thì ở cái ti này là cái ti cái đầu của đút vô cái đầu bò này anh em là ti vuông anh em ha. Đây cái đầu bò hưu này nó có cái mã số của hưu này, cái mã số năm, cái năm làm ra của hưu này trong đây này, anh em để ý đầu bò hưu có này chứ mấy đầu bò khác không có nha nè, loại nhái hay loại dỗm hay là nó không có cái hiệu này anh em nhé. Và cái ti mà nó đút vô đầu bò này anh em giữ đỡ mà sau này mua này là nó là vuông rồi. Còn cái tâm này nó khác nha anh em, cái tâm này cái ti mà nó đút vô cái chuông côn á, có người thì gọi là tâm, có người gọi là chuông côn, thì nó là chính khía nghe anh em. Đó anh em cứ giữ cái đó, giữ cái mà Quang Thái chia sẻ đó để anh em mình biết cái đầu mà để dặn vô cái chuông là chính khía, còn cái đầu á, mà để đút vô cái đầu bò á, là nó là ti vuông đó. Đó còn cái ti mà dẫn từ này tới kia là nó tròn nó mới chạy được nghe anh em. Hai đầu gai của nó là như vậy. Về con à, và bùa chung con đó là chung con hưu ha, dày xịn ha, con 78 anh em à. Rồi cần là cần 28 chắc chắn là của hưu đấy. Thì bên Quang Thái là bán hàng nào nói báo giá hàng đó và nói chữ đúng chuẩn loại nha anh em đấy. Thì con hưu này Quang Thái báo giá lại cho anh em nào mới vào thì nãy chưa nghe thì báo giá lại nha anh em, thì giá là 6,2 triệu bao vận chuyển hưu chính hãng và phụ kiện kèm theo, và cái này là bên Quang Thái tặng là một bát cước và một long đền và một chai nhớt echo trị giá ta 180.000 đấy. Thì bây giờ thì Quang Thái đóng hàng gửi cho khách anh em ha, Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất, bye bye anh em. Chào thân ái anh em nhé.